Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp Local Space, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu của Canada và có trụ sở sản xuất chính tại Cambodia các bác nhé. Thì xe này thì được sử dụng bộ khung nhôm và bộ chuyển động của nó là Shimano 105. Thì các bác mà chơi xe và biết về xe rồi thì có thể biết là trên thị trường xe đạp hiện nay thì 90-95% xe đạp là người ta sẽ sản xuất ở Trung Quốc và Đài Loan. Thì riêng cái hãng này thì nó sẽ có trụ sở sản xuất chính tại Cambodia các bác nhé. Cambodia nó có kèm ở đây. Thương hiệu Loco, thương hiệu của Canada cũng rất là có tiếng, rất là nổi tiếng ở trên thế giới, được thành lập từ những năm 1964 cơ. Bộ khung của xe là khung nhôm thôi nhé, khung nhôm mà loại nhôm siêu nhẹ, sử dụng thêm một bộ chuyển động đến từ Shimano 105. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tầng lip thôi, 1 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa là đùi đĩa trục rỗng của Shimano và chủ cũ họ để lại cho xe một cái bidon bi vòng đó nhé, bi vòng bật đạn của Siro này. Cái này khá là ngon đấy. Máy sau thì cối lổ, có cối lổ. Cối lổ thì chắc chắn là phải chạy từ 4 đến 6 vòng bi rồi, không có bi hạt nữa. Đây, vành của xe là vành cũng là nguyên zin các bác nhé, và được kết hợp với cả hãng Alex Rim này sản xuất nên cái vành này, một cái vành cao bản, vành mập cao bản các bác nhé. Và lốp của xe cũng rất là lớn, sử dụng bản lốp lớn. Và lốp này là 700x35C các bác nhé, 700x35C, sử dụng lốp của Edge Label này. Đây nhá, đằng sau đây nó có một cái lá phong tượng trưng cho đất nước Canada. Trên phần ghi đông của xe cũng được trang bị bộ tay lắc chuyển số 105. Hai bên full hết 105. Máy ở trước thì cũng được sử dụng là bi vòng rồi. Phanh của xe là phanh đĩa các bác nhé, phanh đĩa cơ. Toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên bản nguyên zin hết 100% các bác nhá. Tất tần tật toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết. Đó, rất là đẹp. Anh chiếc này thì rất là hiếm khi về. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Thì xe này có cái size của nó là 48 các bác nhé, size 48 thì nhưng mà giống đúng thì nó chỉ có 43 thôi, nên là nó sẽ phù hợp cho các đi từ khoảng mét 61-62 đến 71-72 đi là phù hợp. Chuyển động thì rất là mượt rồi, bộ chuyển động Shimano 105. Đời này là đời 5008, giờ 5008 11 lít 2 đĩa. Chuyển động rất là mượt rồi.
dòng chuyển động cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano, và rất nhiều người chơi xe đã chơi qua những cái dòng này. Chiếc xe đang có một cái giá, mức giá rất là tốt bên em, chỉ có là 13.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.